hai ba bốn rồi chứ. Nuôi rồi lần ngủ đó con lần ngủ thôi. Nuôi bảy cái nhìn ghê chứ. Cái tết á. Thằng Toàn nó mua về cái thằng Toàn nó hỏi chứ mẹ. Bữa sáng giờ bà lận. Bữa sáng giờ. Cái này mày có cơm là có cơm. Quá đẹp. Chưa, còn cây ổng nào chưa? Ủa sao kì á, cái cọng này chùm lấy. Chùm chia ra, nó 6 cọng mày điếm nè. 6 cọng á, điếm 6 cọng cột, tại đây cột chùa chàng đít á. Ừ, dạ. Cây này lên mạng đi, chụp hình lên mạng đi, ta tìm. Đăng lên mạng à. Chị nghe không đăng lên, đăng lên mạng. Đi nào. Coi gặp đại gia không? Đại, đại nó có bông cái nữa nha. Ôi giỡn. An tâm qua kéo xong rồi thợ lên trả 20 triệu dưới á. Ai kéo? Qua kéo. Tao trả nha. Đi nào. Cái này lát rồi lấy đòn kia của hai thằng này. Ủa có xe kìa lát rồi. Chỉ kìa lên xe thôi. Có đòi có 15 triệu em trả 20 mừng còn gì nữa. Anh nó trả tiền anh nó trả tiền thợ luôn nó không có bị bớt. Thử cây nào trả giá cây đó. Ừ, đã thì chứ. Dám trả hai cây tấm toàn 15 triệu hai cái lồng dừng bể miệng. Biết ai đâu dám vô mua nữa. Mưa này cũng đất cái nặng ha. Đeo cũng khóc luôn ấy, mấy người kia lại chạy chưa hả? Sữa gà không biết có bán được kia không đó mà trả. Trả giá hả? Trả đằng ấy á. Cái kêu nó cũ quá trời cũ. Làm gì? Hồi lấy đoạn kinh gì ba lần. Đoạn kinh hóa. Lăn lên à. Lăn quá. Có xe xúc chưa? Đúng rồi, cái này người đỡ người giác vậy mà cái nói này chắc dữ lắm. Cái này chắc nút giác ra tới lộ thôi. Khỏi gì đâu. Chở ngoài kia anh Thành lên giác chở về nhà anh luôn. 800 kg không ta? 800 kg à? 800 kg à? Trời ơi đâu có. 250 kg có không? Đậu đánh đậu 10 kg. Mặt tiền bên đây quá. Mặt tiền đây gì? Ờ, cây này mặt tiền. Bên đây dầm qua. Hành thú đẹp ghê. Còn mấy đứa còn chưa? Chưa. Bước sáng giờ bứng tiếng máy chưa? Bứng tiếng máy không? Tiếng gì? Tiếng không lẽ. Cậu không có cột keo à? Có quấn keo trong à? Đi chưa? Đưa dùm cái bài nha. Có đùi. Trời ơi. À, chú Toàn đi bứng nhà vườn cũng lại khụi, mình lại mua chú Toàn mình lại khụi miếng ăn cho có lòi lòi ra mới mừng chứ. Lại ngơ cho khụi vậy chứ mua đi mua kiện không có khụi chết. Này khỏi khụi được rồi. Kẹo. Này giờ khỏi khụi được rồi. Giỏi quá ta. Cày đâu mua sao cũng 2-3 cốt rồi nha. Cắt 3 thân kia bỏ còn 1 thân gì nữa. Cắt 3 thân kia bỏ còn 1 thân. Không có nhầm nha. Thế gì mà rồi cậu bên cứ cọp bình thường đi. Nhỏ lấy cho mượn tiền nè, lấy đi. Cái này nè, đem đi để trước cửa. Lấy lại 40 nè. Lấy 30 chục chứ. Con lấy 50 chục lại con đó. Ba mày nấu vậy đó không? Ở đó mày nhỏ chỉ có thằng nhỏ thôi à. Còn cả xíu bà ông nội ơi. Đúng rồi. Tôi đi dưỡng già nữa. Ngày lúc đó nó bự, nó lớn rồi. Cái cây này mà theo mà về chỗ nó lấy nhiều nhưng bà bển mà kiếm cái chỗ nào ấy mà cột trước á chứ mà cột đây ngồi giật lọt ra ngoài. À, đi về về cái bển kéo đi, đừng kéo ở đây nữa. Sợ nghe. Nhỏ nó kéo trước. Riêng ai lấy hưởng hơn ai lấy nhỏ. Cái bữa đó là chú Toàn kéo hai nhánh là về nói ông nào bữa ông bệnh nó không đi được nè, đi ông bệnh đó ba đi 2-3 bữa không đi. Mới kéo hai nhánh nút cái hai nhánh nó nhút gõ gan vô. Trời ơi kêu để kêu ông xuống mua cái ông Tấn còn la mua mà lại hỏi ổng nhỏ
mà làm sao cái nhánh đó là 3 triệu đó nghe nhỏ. Trên lưng mày á. Chứ không phải giỡn cái nhánh trên lưng cái đầu. Tại cho nó gì bến. Ừ, cái đó mấy ông còn lúa mê lắm. Trời ơi, cái con mới bỏ làm mà 10 năm chưa hết. Bao bị. Bao mà cái nó đứt ra rồi không có lấy cà rồi bỏ. Ủa bầu gì vậy chắc đâu xài được đâu. Cà á, không có xài. Lâu đem nó giục bối. Sống rồi nha bà lượng. Con nó cắt cái đó ra cái tôi lượm. Lượm tôi đi chai cái tôi còn một bao. Dăm đem về dăm sống á. Xong hả bà lượng? Xong rồi. Bứng cái này không? Hôm Tết. Mà nó con khúc à. Cao con ngửa nè. Nhánh nhỏ hả? Nhánh tay trái cho lạ. Nhánh nó cũng 2 năm rồi. Nó không sung. Tại cái cây đó như cái sao kỳ đó. Trồng giống nó trồng em mới thịt. Nó dính ngoài dao. Cái thân nó giống như cây chết không? Giống như cây khô không? Không, cái thân thì nó lớn. Bứng hồi lúc bứng về 52 hoành, nay nó 58 hoành đó. Trời ơi, nó đứng ở ngoài gì vịnh em nó xiêu xiêu nè. Cỡ dài là về khỏi xuống quá, nó bầu về khỏi. À đi. Nói hồi đó sao sửa kiển ở trên mày á là thằng nhỏ nó còn ở chuồng chạy vòng vô thử ghê nó cứ lớn hơn nhỏ hoài à. Lớn hơn nhỏ đâu bự hơn bự được không có lớn hơn. Kiền ha, kiền tàng đá kìa, kiền cành đầy đủ. Hay gì lớp dưới thì cát luôn rồi lần, cái nền dưới không? Ừ. Cái này nền trên đây đất. Vậy em còn bó thêm dây nữa không? Kêu giờ chạy xuống máy mua bao nhiêu dừa hơn để đây nó mới có độ nghiêng tại vì xe nó tới có dày à. Tao nói sợ phải cầu hai bao á mà bao cháu mới chơi tới chơi mới tới tốt. Cái gì chạy lên đâu với cháu? Trên nhà còn không? Không. Rồi để con chợ chạy cho con bao cháu. Cho bao cháu chắc cứu hơn. Bao cháu nó mới bự nó mới nổi cái cây lên. Thôi nước đi xong không nước lên cây. Mình xô nhẹ qua cái nghiêng cái. Kêu anh Thành chưa?
kéo xe này nè, kéo xe này luôn em, xe thành cao quá nó vướng cái ngọn xe này, cái xe này đá này, xe này không kéo cái bự lọ rồi. Giờ làm bên tôi ba tấm luôn, ra vô. Rồi rồi, chiếc rửa này sạch hết tay. Tại dạo mua thấy cái thằng nó ủng. Ủng quá. Hỏi người ta không làm cắn cùng. Rồi ô kiến dứt ghê luôn. Nhờ có đồ ủng vô mấy lần là cái giò xong luôn rồi. Mà bị cái tay. Nước nè lên càng vững luôn. Dạ. Lên mấy cái gọ. Cái gọ hả? Cái tay em nè, bấy luôn nè. Rẻ này không. Em mới lắp tẹo nè, hôm nay đeo tay không đâu chứ mấy. Cái nhỏ dưới có đồ cũng đỡ. Chứ nó gắn nổi bụng nào mấy chị bác. Dạ. Quá trời độc luôn. Dạ. Làm gì? Nó độc. Tại nó ở ngoài dơ. Cắn bệnh bám vô rồi rồi. Cắt đỏ trên đó trò rồi về mình mẩy cho nó ngứa mà lập tiếp. Chết cái thằng này nó giống chú Năm nó nè, cái thằng lớn nó kiến cắn là nổ mũi rồi. Chú Năm nó giờ không kiến cắn thành rẻ ngộ rồi đó. Mà nó đâu có ấy vô thịt mình liền, mình cũng có cái áo với cái bao tay đó, nó cắn ra ngoài thôi, còn mình có giá chính chính lợi ra lấy cái đó đưa cái bịch đi. Có cái đục nhỏ thôi. Mới lên lên đây. Có vậy là chính cơ kia. Dạ dạ. Dạ. Chính nó gần con bắt sáo. Đẹp quá, chụp lên mạng chơi. Em ông Út kêu à. Bút bài phải không? Kêu công an bắt nè. Thì sao hai ông Út? Đâu có. Vậy cạn ra nha. Vô đây nè, ngoài đó cát thùng 10 lít đâu ngoài. Còn sổ được không chú Tư? Được. Sổ đẹp lắm. Phải để nó làm đi, về nhà nó đi đâu tao nhà tao làm rồi, nó mới giật mình. Nó bây giờ nó lấy làm cái nó. Để làm cái lên tiền nữa. Cái đó, ai đó đó. Ai đó là làm, có tiền nữa đó. Mà tôi à, tôi mà tâm tư tư ha. Xả. Ôi ông lẹ đi khúc tiền gì mệt quá. Tôi là ngồi đút vậy hết mũi mẹ nó rồi. Có mấy đứa đâu coi quản cho nó đi đâu à, cổ mua xuống đó thì không biết ờ đậu đó ăn không đó ăn đi ăn miếng đi hôm sáng nó mua đậu bánh canh vô nãy giờ tao cũng chưa có ăn, tao ăn hai miếng đậu miếng tới giờ. Đi hái rau vậy. Qua nấu là con gì đâu mà nhớ còn cái đó nấm để tôi lạnh nấu nó lạt lẽo không ngon lành.
người ở trước kéo một người sau đẩy. Có xe vô, chiều bữa đó nè. Lại khổ thích vô đùm với chàng cái bao là. Rồi nào lại khổ. Còn đi cứ cứng đùm cái bao thôi rồi. Vừa cứ. Có ai hết không? Nhà ra đây vào cháu mình chưa bài hả? Tao ra đây chưa bài đó. Gọi ai đi? Giờ mới xây cái ngọn qua đây nè. Đây, lăn cái bầu lên luôn. Để nó đi cắt cỏ thôi, nó còn nhỏ. Ai lớn rồi mới đi cắt không? Còn nhỏ là ăn đâu. Ăn đi học thôi mà còn không muốn đi học. Rồi, xong. Đó, cột phải giá đồ trong đường mà cho chín theo phụ kè luôn. Mấy là chiều nay nó sẽ nắng cho mà coi. Thiếu sợ à? 50 cậu không ha, chạy chỉnh có... Nó lên nó nhờ chiếc xe này đặng cho nó cân bằng đặng mình đẩy chứ không phải là chiếc xe kéo cái cây. Nó thả thôi. Để lên xe. Xe nó hơi cao à. Nó hơi cao. Đi đẩy vô, đẩy đây. Vô xích đây nè. Vô. Ông dẫn xe ngay đâu quay lại luôn. Nãy bởi tôi biểu mày đem cái cây ra đi rồi hả đem chiếc xe vô. Cái cây tặng ngoại. Cũng giật kìa. Thôi thiếu gì vô sao rồi.